Chiều ngày 6 tháng 5, Sơn Tùng MTV đã chính thức gỡ bỏ MV There's No One At All khỏi YouTube. Chứ không chỉ là hạn chế người dùng tại Việt Nam như trước đó, đây là kết luận xử phạt của Cục Nghệ thuật và Biểu diễn. Ngoài ra, nam ca sĩ phải nộp phạt 70 triệu đồng cùng số lợi nhuận thu được từ MV. Sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng MTV vừa phát hành bị đánh giá là có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, đặc biệt là cảnh nhân lầu tự tử ở cuối MV. MV có màu sắc u ám kèm thông điệp sống tiêu cực nhất của Sơn Tùng từ trước đến nay. Nam ca sĩ vào vai một kẻ lang thang, ương ngạnh, coi việc tấn công mọi người vô cớ như một cách để khẳng định sự tồn tại của mình giữa thế giới anh ta vô cùng chán ghét. Sau khi MV vấp phải nhiều bình luận phê phán, Sơn Tùng MTV lên tiếng trên tài khoản Facebook chính thức của mình. Sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Dạo này Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm xúc không thoải mái khi xem MV này. Đây thật sự không phải là những gì Tùng hay công ty MTP Entertainment mong muốn. Sau 3 ngày chấp hành án phạt, Sơn Tùng MTV đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Nam ca sĩ đăng tải đoạn video trên TikTok cá nhân. Đoạn video dài 45 phút quay cảnh Sơn Tùng bật phá theo ca khúc The Noire The Stone. Nam ca sĩ viết: "Show me your hand, it's yours, still listening to The Noire The Stone." Tạm dịch là: hãy cho chúng tôi thấy cánh tay của bạn nếu bạn vẫn đang nghe The Noire The Stone. Đây là một ca khúc được sáng tác 100% bằng tiếng Anh, đánh dấu một thử thách mới trong âm nhạc của dòng ca lạc trôi, chinh phục thị trường quốc tế. Với tâm huyết mà Sơn Tùng đã đặt ra, dù MV đã bị hạ nhưng những người hâm mộ vẫn hy vọng dòng ca gốc Thái Bình sớm tung ra một phiên bản MV khác cho ca khúc.